Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Tucson nhé. Dòng xe được Hyundai thành công lắp ráp tại Việt Nam, cũng như là được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản 2.0 xăng tiêu chuẩn, 2.0 xăng đặc biệt, 2.0 dầu đặc biệt và 1.6 turbo. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Tucson đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, thì anh em cũng có thể tham khảo thêm như là cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, với chiếc xe Ford Territory hay là với chiếc xe Mitsubishi Outlander, đúng không ạ? Với cái chương trình giảm tiền mặt hỗ trợ về ưu đãi giảm thuế của nhà nước thì dòng xe Hyundai Tucson này đang có cái mức lăn bánh rất là thấp và thấp hơn so với đối thủ rất là nhiều. Và với cái chính sách giá bán ở thời điểm này, nếu anh em chấp được cơ hội để được hưởng cái chính sách ưu đãi tốt nhất từ đại lý bên em, cũng như là đang có cái mức giá bình ổn, thì để đến cuối tháng 6 chúng ta xuất hóa đơn, đầu tháng 7 chúng ta đi đăng ký. Nếu mà được giảm cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ thì nghiễm nhiên anh em đang có cái mức ưu đãi kép lên đến 7-80 triệu anh em nhé. Và chi tiết về khuyến mại như thế nào và lăn bánh ra sao thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 769 triệu. Với chương trình giảm giá về tiền mặt cũng như là tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 818 triệu. Trả góp thì đang là 181 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 809 triệu. Trả góp thì đang là 173 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 791 triệu. Trả góp thì đang là 155 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm em đang cập nhật là ngày 7 tháng 6 năm 2024, hiện tại thì cận kề cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ rồi, thì anh em nên cân nhắc là đặt cọc sớm. Kẻo cái thời điểm mà giảm thuế thì chính sách giá bán chắc chắn thời điểm đấy nó sẽ bị co lại, anh em lưu ý nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 839 triệu. Với cái chính sách giá bán giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 22 triệu, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 817 triệu thôi. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 890 triệu. Trả góp thì đang là 195 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 881 triệu. Trả góp thì đang là 187 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 863 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Hiện tại bản xăng đặc biệt bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay và cái mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em. Với cái chính sách giá bán như thế này, anh em cảm thấy phù hợp thì hãy gọi. Còn đâu khi mà anh em vẫn còn thấy cân nhắc, vẫn còn thấy lăn tăn cái điều gì thì anh em cứ đi tham khảo rồi gọi điện cho em. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, cái bản Hyundai Tucson động cơ 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 909 triệu. Với cái chính sách giá bán thì đang hỗ trợ giảm tiền mặt lên đến 20 triệu, cũng như tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 966 triệu, trả góp thì đang là 210 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 956 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 938 triệu, trả góp thì đang là 183 triệu. Với cái chính sách giá bán như thế này thì thời điểm này em đang hỗ trợ cũng như là có thể giao xe ngay cho anh em ở cái thời điểm này luôn. Nhưng khi mà anh em giao xe, tuyệt nhiên anh em cũng không lên đi đăng ký sớm. Vì làm sao ạ? Thời điểm này là đang chính sách chưa có thuế trước bạ, nên anh em bắt buộc phải đăng ký 100% với cái chính sách ưu đãi và cái mức áp thuế tại thời điểm này anh em ạ. Khi mà anh em xuất hóa đơn
vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 chúng ta đi đăng ký, khi đó có chương trình giảm thuế thì anh em sẽ được hưởng cái chính sách ưu đãi lên đến 50 mấy triệu cơ anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Tucson 1.6 Turbo. Bản này đang có mức giá là 919 triệu với cái chính sách là bán hỗ trợ trực tiếp tiền mặt lên đến 22 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 897 triệu thôi anh em nhé. Anh em không cân nhắc nhanh thì chính sách chắc chắn cắt giảm thuế thì nó sẽ bị co lại anh em nhé. Anh em lưu ý cho em phần này. Với cái mức giá là 897 triệu thì em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh để cho anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 975 triệu. Trả góp thì đang là 212 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 965 triệu. Trả góp thì đang là 203 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 947 triệu. Trả góp thì đang là 184 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật nhanh những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Tucson ở cái ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ gửi bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em dễ hình dung con số cần chuẩn bị anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. To keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger. Just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. Crazy when something seems hazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye.